Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đến với cửa hàng đồ chơi di động .com. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mới của shop, đó là cái cường lực full màn hình dành cho Samsung Galaxy S7 Edge vừa mới ra cách đây không lâu của chúng ta. Thì cái loại cường lực này nó sẽ full theo cái viền cong của máy và nó sẽ theo màu của máy luôn. Cái loại cường lực này là cường lực 9H và của hãng Mokolo. Rất là tốt. Hiện tại thì ở cửa hàng của mình nó có 3 màu sắc để cho các bạn lựa chọn. Đó là màu bạc, màu vàng gold iPhone và màu đen. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp để cho các bạn cùng xem. Thì cái mẫu mã bên ngoài của cái cường lực này nó sẽ có hình dáng như thế này. Chiếc hộp rất là sang trọng. Và bây giờ mình sẽ mở hộp từng cái để cho các bạn xem về màu sắc. Một hộp của nó bao gồm một cái bộ vệ sinh và một cái cường lực được nằm trong cái bao bì như thế này. Và đây là cái cường lực màu vàng gold iPhone của chúng ta. Màu bạc chứ. Và đây là cái cường lực, nó sẽ full luôn cái phần viền cong của chiếc Samsung Galaxy S7 Edge của chúng ta. Cái phần này nó sẽ nằm xuống luôn cái phần cạnh máy. Nó sẽ đi theo cái màu máy của chúng ta. Và một số chi tiết nó sẽ chừa ra cho cái phần ở phía trên cái máy, đó là cái phần loa và cảm biến. Còn cái phần camera trước thì nó sẽ không khoét. Và đây là cái phần nút home. Thì cái loại cường lực này là cường lực 9H. Nó chỉ mỏng khoảng 0,22mm thôi. Và điều đặc biệt là nó ôm luôn cái phần viền cong của cái thiết kế của chiếc S7 Edge. Cái độ kết dính của nó rất là chắc. Chất kết dính là silicon mạnh mẽ, bám chặt vào cái màn hình nên nó không bị hở cái phần viền cong như những cái miếng dán thông thường khác. Nó ở phía trên này nó có phủ một lớp nano nên quá trình chúng ta sử dụng máy á, thì nó sẽ mượt mà hơn và chống bám vân tay rất là tốt. Và bây giờ mình sẽ mở màu gold cho các bạn xem. Và đây là cái cường lực màu gold. Cái phần viền này để đi theo cái màu sắc của cái máy. Màu gold rất là sáng và bóng như thế này. Trông rất là đẹp mắt và tinh tế. Khi chúng ta dán cái cường lực này lên thì cái phần cảm biến của cái dấu badge và cái phần bên đây là cái nút home như thế này thì nó sẽ không rất là nhạy. Và cuối cùng là cái màu đen của chúng ta. Thoạt nhìn thì cái màu đen này rất là giống với màu tím. Nhưng mà khi chúng ta dán lên cái viền máy màu đen á thì nó sẽ đi theo cái màu máy luôn. Nó sẽ đen như thế này luôn. Chứ không phải là màu tím như các bạn nhìn thấy. Tại vì cái phần phía trên này nó hơi đục đục trong suốt như thế này.
nó hơi trong đục như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy được cái tay của mình ở dưới đây, nên khi dán lên cái máy nó sẽ đi theo cái màu của máy luôn. Cảm ơn các bạn theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các video tiếp theo.